Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Nếu đặt mình là người nông dân thì thời điểm này chị Ngọc Như mong muốn biết những thông tin gì? Tôi sẽ muốn biết về giá cả heo hơi, giá cá tra hoặc là giá thanh long. Và đặc biệt là ngày 20 tháng 10 sắp tới rồi thì giá qua cũng tôi cũng quan tâm, cũng muốn biết. Và hiện nay cũng có rất là nhiều giá cả liên quan đến nông nghiệp, tôi cũng muốn biết để đây cũng sẽ là cái định hướng cho bà con nông dân mình. Hoặc là tình hình về thời tiết cũng có thể là ảnh hưởng đến cây trồng và dịch bệnh chẳng hạn. Nhưng có rất là nhiều vấn đề bà con mình quan tâm sẽ được chúng tôi thông tin thường xuyên trong bản tin 365 ngày chuyển động. Bây giờ là phần điểm tin. Cận kề 20 tháng 10, hoa tươi Đà Lạt tăng giá mạnh gấp 2 đến 3 lần ngày thường, thương lái đặt hết hàng đi các tỉnh. Độc lạ khô lương, cách chế biến như thế nào để trở thành đặc sản miền Tây? Bà con chú ý tình hình dịch bệnh trên cây họ cà và hoa cúc, cần quản lý để đảm bảo năng suất. Du lịch canh nông đang phát triển mạnh ở Lâm Đồng. Kính thưa bà con và quý khán giả, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 đã cận kề. Một số loại hoa chủ lực ở Đà Lạt, Lâm Đồng trở nên khan hiếm, không đủ cung ứng cho thị trường, làm cho giá của hoa tươi biến động không ngừng. Sức mua của hoa tươi cũng tăng mạnh. Hoa Đà Lạt được các thương lái đặt hàng hết sạch để mang đi tiêu thụ ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, vân vân. Theo người dân, mùa hoa năm nay do thời tiết thay đổi thường xuyên, ngày càng khắc nghiệt, khiến chất lượng và sản lượng của hoa bị ảnh hưởng, sụt giảm đáng kể. Một số loại hoa chủ lực của Đà Lạt cũng trở nên khan hiếm, không đủ cung ứng cho thị trường, làm cho giá của hoa tươi biến động không ngừng. Giá hoa hồng Đà Lạt đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với bình thường, dao động từ 3.500 đến 5.000 đồng một cành tùy loại, cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là mẫu hoa hồng đỏ có giá cao nhất 5.000 đồng một cành. Các loại hoa hồng khác như hồng vàng, hồng trắng, hồng cánh sen có giá từ 3.500 đồng một cành, tăng 2,5 lần. Do nhu cầu tiêu thụ hoa tăng mạnh vào ngày lễ, mà ngoài hoa hồng, các loại hoa khác như là hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng, hoa cát tường, hoa cẩm nhung, mắt ngọc cũng tăng cao từ 50 cho đến 70%. Thưa bà con và quý khán giả, đây là giống bơ bút trái tròn, một giống bơ Mỹ đã bén rễ ở tỉnh Lâm Đồng. Bơ bút có cơm khô và dẻo hơn đáng kể so với bơ sáp bình thường. Đồng thời khi ăn, mình cảm nhận được rõ vị ngọt ngậy nổi bật. Đặc biệt là mùa bơ bút từ tháng 9 cho đến tháng 11, tức là trễ hơn 2 tháng so với bơ sáp, khiến cho nó đã ngon, nay lại thêm phần quý hiếm hơn nữa. Nhân và hiện nay thì đã bước vào chính vụ thu hoạch bơ bút trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nhưng mà do giá loại trái cây này xuống thấp khiến cho nhiều nhà vườn đã dừng thu hoạch, chờ giá lên cao. Hiện tại thì giá bơ bút được thu mua tại vườn dao động từ 20.000 cho đến 30.000 đồng một ký. Trong khi ở thời điểm này năm trước, bơ bút có giá cao ngất ngưỡng từ 60.000 đến 70.000 đồng một ký, thậm chí có thời điểm lên tới trên 80.000 đồng một ký. Trước mức giá thấp như hiện nay, nhiều nhà vườn đã quyết định dừng thu hoạch với kỳ vọng trong tháng 11 giá bơ bút sẽ cải thiện khi lượng bơ tại các vườn không còn nhiều. Bơ bút là loại cây trồng được người dân ở Đắk Nông trồng nhiều trong 5 năm trở lại đây. Tháng 9 là thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch và có thể sẽ kéo dài cho đến hết tháng. Thưa bà con và quý khán giả, người trồng thanh long sẽ cảm thấy vui hơn nhiều đối với so với những hộ trồng cà phê hay là hồ tiêu. Bởi vì chỉ sau 2 tuần tụt giảm xuống tới mức đáy thì hiện nay giá thanh long đã bất ngờ tăng khá cao gần 10.000 đồng một ký. Trong khi đó thì giá hồ tiêu và giá cà phê chưa có dấu hiệu phục hồi. Hiện nay thương lái đang ráo riết tìm mua thanh long nhưng mà nhà vườn tại tỉnh Long An lại không đủ hàng để bán. Đúng là thời giá thì phải nói là rất là khó đoán định đúng không chị Ngọc Như? Nhưng chúng ta đều hiểu đầu ra trái thanh long chính là vấn đề tác động đến giá thanh long bấy lâu nay. Thị trường Trung Quốc tăng cường thu mua thì trái thanh long lại tăng giá trở lại. Theo đó, giá thanh long ruột đỏ loại 1 có giá tại vườn là 33.000 đồng một ký, loại 2 là 23.000 đồng một ký. Riêng thanh long ruột trắng giá từ 8 đến 10.000 đồng một ký. Còn giá thanh long ruột đỏ loại thương lái mua về bán lại hưởng chênh lệch mỗi ký 6.000 đồng. Ruột đỏ loại 1 giá 39.000 đồng, loại 2 là 29.000 đồng một ký. Theo các nhà vườn, thanh long đang hút hàng nhưng không có nhiều để bán. Thương lái đang ráo riết vào tận vườn tìm mua trái bói chín sớm. Dự báo từ nay cho đến cuối năm, giá thanh long có thể sẽ tiếp tục tăng hoặc là ổn định từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký. Hàng năm, nông dân tỉnh Lâm Đồng canh tác từ 13.300 ha cho đến gần 13.600 ha các cây họ cà như là cà chua, khoai tây, ớt ngọt, cà tím. Tổng sản lượng rau họ cà đạt từ 512.000 tấn
cho đến 544.000 tấn mỗi năm. Họ cà là nhóm cây trồng chủ lực trong cơ cấu sản xuất ở nhiều nông hộ trồng rau của tỉnh Lâm Đồng, nhưng mà do ảnh hưởng của các loại dịch hại, nhất là dịch xoăn lá virus bùng phát trong vài năm gần đây đã gây khó khăn cho nông dân, và diện tích cây họ cà cũng vì thế mà đã giảm liên tục từ 10 cho đến 20%. Ngoài việc hỗ trợ xây dựng một số mô hình sản xuất cây giống rau họ cà sạch bệnh để nhân rộng, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đưa ra nhiều giải pháp như tiếp tục tăng cường kiểm dịch tất cả các lô hạt giống rau họ cà khi nhập khẩu về Lâm Đồng, định kỳ kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn cây giống xuất vườn, khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối để cây sinh trưởng khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Nông dân cũng đang lo lắng bệnh rỉ sắt trên cây hoa cúc. Diện tích hoa cúc hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 1.300 hectare. Diện tích nói trên được trồng chủ yếu tại thành phố Đà Lạt. Thời gian qua, tỷ lệ nhiễm bệnh rỉ sắt trên cây hoa cúc có chiều hướng tăng cục bộ tại một số vườn ni lông ẩm thấp, độ thông thoáng kém và có chế độ chăm sóc kém. Diện tích hoa cúc bị bệnh do virus giảm nhẹ, với diện tích cúc bị nhiễm bệnh còn khoảng 50 hectare. Những giống cúc bị gây hại chủ yếu là giống cúc đơn như đóa củ, kim cương. Khu vực có tỷ lệ nhiễm bệnh cao tập trung ở những vùng chuyên canh cây hoa cúc như các phường 11, 12, thành phố Đà Lạt. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, bà con nông dân cần đề phòng và tích cực chủ động áp dụng các biện pháp tổng hợp để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh, quản lý tốt môi giới truyền bệnh virus là bọ trĩ. Ngay ở giai đoạn trồng mới từ 5 đến 7 ngày, nếu phát hiện có bọ trĩ, phải phòng trừ kịp thời. Có rất là nhiều loại khô đang bán trên thị trường đã làm đa dạng khẩu vị của người tiêu dùng, tạo thành thương hiệu cho các vùng miền như là khô cá phi, cá khoai, khô rắn, khô nhái, là khô trâu vân vân. Và gần đây thì xuất hiện thêm khô lương nữa, thưa bà con. Chắc hẳn là sẽ có quý khán giả và bà con đã biết đến khô lương rồi, nhưng mà sẽ có nhiều bà con cảm thấy rất là lạ lẫm với loại khô này. Chính sự độc lạ của khô lương đang gây sự chú ý cho thực khách, nhất là những hộ muốn kinh doanh mặt hàng này. Khô lương tiêu thụ tốt với đầu ra ổn định sẽ càng khuyến khích các hộ nuôi lương phát triển mạnh hơn, đúng không Ngọc Như? Và tôi cũng rất là khâm phục cái người nào mà nghĩ ra cái món khô khoái khẩu và đặc sản này. Vâng, đúng là sẽ rất là khâm phục, bởi vì tốt nghiệp và nghề kế toán, nhưng mà anh Nguyễn Thành Nguyên đã chọn cái cách rời bỏ nghề đã gắn bó hơn chục năm để mà chọn con đường khởi nghiệp khác, là làm chủ cơ sở sản xuất và chế biến khô lương Phụng Nguyên ở xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Anh đã thực hiện ước mơ sở hữu sản phẩm của riêng mình và góp phần nâng cao giá trị nông sản của địa phương. Chính sự quyết tâm của bản thân và sự ủng hộ của gia đình là yếu tố giúp cho anh vững bước thành công. Và bí quyết làm khô lương của anh được chia sẻ ngay sau đây. Mời bà con tham khảo. Lúc đầu anh Nguyễn Thành Nguyên nuôi lương thịt để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Đây là loại thủy sản dễ nuôi, ít bệnh nhưng giá bán khá bấp bênh, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Xuất phát từ khó khăn trong canh tác, anh Nguyên bắt tay vào sản xuất khô lương. Quy trình chế biến khô lương cũng không quá khó. Lương thịt được xẻ dọc theo thân, sau đó lóc hết xương, làm sạch, khử tanh. Để có 1 kg khô lương thành phẩm, cơ sở phải mất đến 4 kg lương thịt. Điều quan trọng nhất trong quá trình chế biến để tạo nên thương hiệu khô của cơ sở chính là công thức tẩm ướp gia vị. Với công đoạn này, gia đình của anh Nguyên đã phải mất nhiều thời gian đúc kết các ý kiến đóng góp từ bạn bè, người thân để có được công thức hoàn thiện như hiện nay. Khô lương có giá trị dinh dưỡng cao, hiện nay thị trường vẫn chưa có nhiều loại sản phẩm này nên người tiêu dùng khá quan tâm. Nhiều người sau khi dùng thử khô đã có những phản hồi tích cực về sản phẩm. Khô bảo quản ở tủ mát có thể để từ 3 cho đến 4 tháng. Do khô lương mới xuất hiện trên thị trường cộng với giá thành cao khoảng 800.000 đồng một ký nên lượng hàng xuất ra hàng tháng còn khá khiêm tốn. Bên cạnh khô lương rút xương thì thời gian tới cơ sở sẽ có khô lương để nguyên xương nhằm hạ giá thành sản xuất, chinh phục thêm nhiều khách hàng. Bước đầu thành công như vậy là nền tảng khá là tốt để cơ sở này đầu tư trang thiết bị mới để chủ động hơn trong việc sản xuất, giúp sản phẩm an toàn, chất lượng, bắt mắt. Công tác quảng bá và bán sản phẩm được cơ sở đặc biệt quan tâm để có thể liên kết được với các nhà phân phối, đồng thời thì đẩy mạnh kênh bán lẻ và bán hàng online. Vâng, bà con mình vừa tìm hiểu một đặc sản nữa ở miền Tây, và nếu có dịp đến đây, bà con và quý khán giả có thể ghé và mua làm quà. Chúng tôi sẽ tiếp tục với thông tin nông nghiệp trên đường phát triển. Đầu tư công nghệ cao là xu hướng của tỉnh Lâm Đồng. Sự bắt nhịp này sẽ thích ứng kịp thời với nền nông nghiệp 4.0.
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã là hướng đầu tư được tỉnh Lâm Đồng khuyến khích triển khai. Các tỉnh thành đang học hỏi những kỹ thuật và công nghệ đang được chuyển giao thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng. Đến nay thì tỉnh có trên 52.000 hectare canh tác theo quy trình công nghệ cao. Trong đó rau qua, cây đặc sản là những loại cây trồng được sản xuất theo quy trình công nghệ cao nhiều hơn cả, với gần 20.000 hectare và số còn lại tập trung ở diện tích chè và cà phê. Để giúp cho bà con nông dân thuận tiện trong đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo bộ mặt khang trang cho khu vực nông thôn, tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng dùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chỉ tính riêng trong năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đã dành 24 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại các địa phương trong tỉnh. Hiện nay nhiều hạng mục đã được triển khai. Thưa bà con và quý khán giả, phát huy lợi thế và quảng bá du lịch, thời gian gần đây, nhiều nông hộ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong tỉnh đã ưu tiên đầu tư sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch. Ngoài việc giới thiệu một cách đầy đủ và sinh động về nghề nông đến bạn bè gần xa, hướng đầu tư này còn giúp cho bà con có thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên thì trên thực tế, để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch canh nông ngày một bền vững và chuyên nghiệp hơn, vẫn còn rất là nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Mời bà con xem ghi nhận ngay sau đây. Tại Lâm Đồng hiện nay, những sản phẩm du lịch canh nông phổ biến là các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các khu trang trại được sản xuất với quy trình canh tác hiện đại, một số mô hình du lịch canh nông sử dụng công nghệ sinh học, vân vân. Đến với các mô hình này, du khách có thể trải nghiệm từ quy trình đầu tư chăm sóc cho đến khâu thu hoạch. Những sản phẩm này trước đây chỉ được biết đến từ các điểm mua sắm, siêu thị, thì nay du khách có thể tự thực hiện tại vườn. Tuy nhiên, theo nhận định của một số đơn vị lữ hành, để có được một tour du lịch canh nông chất lượng, ngoài kế hoạch rõ ràng thì phải có sự kết hợp hài hòa giữa các bên liên quan, trong đó doanh nghiệp và các nông hộ là mắt xích then chốt. Vì thực tế là để có một cái sản phẩm hoàn chỉnh đến tay khách hàng á, thì chúng tôi phải kết hợp rất nhiều khâu. Từ lúc mà người nông dân xuống giống cho đến khi mà thu hoạch sản phẩm. Thì du khách thì đa phần họ thích trải nghiệm và họ thích tự tay thu hoạch cái sản phẩm hơn là họ phải tham gia các cái công đoạn từ cái khâu làm đất xuống giống cho đến khâu chăm sóc vân vân, nên là không phải lúc nào cũng có cái sản phẩm hoàn chỉnh cho khách, nên là nó theo tính mùa vụ rất là cao. Thực tế cho thấy, với những nông hộ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông với quy mô nhỏ lẻ tự phát, không có nghiệp vụ chuyên môn, thì việc đón khách chưa thật sự chuyên nghiệp, nhất là trong những tháng cao điểm. Hạn chế nói trên càng gây trở ngại cho các điểm du lịch canh nông có quy mô nhỏ lẻ. Ngoài ra, tuy du lịch canh nông hiện là một trong những loại hình được nhiều du khách ưa chuộng, nhưng việc kiểm tra và công nhận các địa điểm đạt chuẩn của cơ quan chức năng còn chậm. Có những lúc là cả lên 200-300 người, thì có những trường hợp như là bên các trường học á, họ cho tới có khi là 200 học sinh tới, họ muốn là trải nghiệm, họ biết rồi như thế nào trồng trọt ra làm sao, rồi thì mình lại phải cứ phải cho từng nhóm một vô, chứ không dám cho một lần. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn họ để làm các cái thủ tục để được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và trên cơ sở đó thì đẩy mạnh các cái điều kiện để mà được công nhận là cái điểm tuyến cái du lịch canh nông. Còn đối với các nông hộ thì chúng tôi cũng đang tập trung và hướng dẫn cho các cái khu vực và xây dựng cái vùng nông nghiệp công nghệ cao như làng hoa Thái Phiên, làng hoa Vạn Thành và một số các cái vùng hợp tác xã, để mà thứ nhất là chọn lọc những cái địa điểm phù hợp, đặc biệt là những cái sản phẩm mà du khách rất là ưa thích. Một là các cái hoa và nó mới, nó độc, nó lạ thì chỉ có ở Đà Lạt. Thứ hai là những cái sản phẩm cây ăn trái đặc sản của Đà Lạt như là dâu tây, atiso, một số loại dưa. Với những giải pháp đó, hy vọng là thời gian tới đây, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch sẽ có thêm nhiều hấp lực mới, vừa giúp nông dân có thêm thu nhập, vừa tạo thêm nhiều sản phẩm mới cho ngành du lịch địa phương. Đó là những khó khăn trong phát triển du lịch canh nông ở Lâm Đồng. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phát huy rất hiệu quả mô hình này. Tuy nhiên, liệu rằng cách làm của thành phố Hồ Chí Minh có khả quan hơn tỉnh Lâm Đồng hay không? Chúng tôi sẽ gửi đến bà con trong bản tin ngày mai. Và nếu như có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633 829 930.